con em này không? Hai đứa này không có biết đọc chữ nó coi hình không? Nó nhìn cái menu rồi nè. À, với gì năm có thôi về nhà uống đi mấy đứa, ở tắm biển mà uống nước xong á. Đi thôi, đi ngang trên đường á, đi ngang trên đường có mấy cái bình trà đá miệng mía thôi. Đâu có vụ. Ê, đố hai đứa đi xuống lại không? Có. Pizza mấy giờ lọ? Chưa đâu. Cái mình cái to mà. Gọi đẹp quá. Chị cũng thích gọi này ấy. Có đâu rồi, người ta gọi lúc mà game mà. Mới có gọi. Đâu không? Wow, lên hình Thảo đẹp ghê luôn. Ổng một miếng mụn luôn, công nhận hay nè. Con đâu rồi? Quay ra ngoài cho mình nhảy cho con. Tại mình là cái bự mà. Mình thích tưởng. Con nhớ hồi đó mình ăn cái bự luôn con. Thì ăn cái bự mà với 120. Chứ đi. Ăn vậy là Mizu không ra đó. Cái mình đặc biệt đó, cái to nhất của mình á.
Quay để lẳng nhìn là biết không được bình thường mà đâu. Đồng ý không? Đồng ý gật đầu cái đó thấy không? Thôi màn hình nó lắc thì thôi mà coi thấy có lắc không? À thấy không? Quá bị bệnh. Nhìn con miệng nha, có ba gì á. Rồi tao đem kia. Tao đem hai dĩa nữa. Ừ.
mà đi ăn. Về tắm đi cho Su không ăn. Đợi. Anh Su nó không có ăn cơm, nó nói là chùa bụng nó đi qua đây. Hàng chi. Bánh đâu à. Rồi ai uống nước gì, uống đây uống ngập lâu hết, không đâu không đâu hết. Bên này quán đông luôn. Trời ơi, ăn trong viên cơm. Cây kem. Đó là một cây mà ngon. Không có ăn. Không, cho chúng tôi là món lắm đó. Ba cây đỉnh chào cũng ra 120 ngàn, lỡ kêu rồi mua luôn rồi đi chạy trên dưới rồi hả? Rồi đi về đây rồi đó, ngon gần chết luôn rồi vậy hả? Mới con từ cũng tới hồi đi trời nãy còn chứ bây giờ xuống đi chóng mặt luôn lắm đấy. Thôi đi tôi đi xuống rồi lên xuống ở trên đây rồi đi nghe xuống. Ở đây đi từng là mới con từng không lắm đấy. Thôi rồi đi xuống. Ủa cái của mình đâu? Tại vì thấy cái nhỏ nhỏ từ cái nhỏ trước kia đó của mình bự lắm chứ. Con chỉ nợ cái ăn máy thôi. Ừ, nói gì nói đi. Trời ơi, anh quay đăng lên YouTube tạo ngỏng đúng rồi. Mà thấy trong đó đầu lên mấy đầu mắt mà nó. Ê, nó nghe nè, tối nhớ về coi YouTube của Ngọc Nhan, cái kênh channel của Ngọc Nhan coi. Quay là tức chết cái hàm nữa. Quay đi ăn gì? Quay đi ăn á, đi ăn kem rồi. Trời ơi, nhà banh chơi nhóc bây giờ đáp giá. Có để bạn gái trên kia đó. Có thấy hả? Kìa bà lớn. Không, cứ gấp 3 hay gấp 2 gấp 3 lần nhưng mà nó dày dày. Nó cầm rồi con mua cái nó dày hơi chút xíu. Thảo mua con gấu nhưng mà màu đen. Bằng chân. Xe bằng tay ra. Cũng bằng nhau luôn. Đó có thử rồi cái bằng mình tay xu à. Đó. Như đó. Cái vậy. Đó. Bỏ cái này đi. Mấy ngàn cây à? 40, 40. 3 cây. Thôi. Thôi nói 120 đồng rồi. Dần. Nhưng mà lỡ lúc đó đang quay phim nữa hoặc bày giặt ra rẻ rồi bây giờ khán giả thấy luôn rồi đó. Đó, chụp khai đi. Ai có không? Nói đi. Thấy rồi giặt đầu cái đi. Có hai nhỏ đi ám theo bởi vì phải bao kem cho nó. Bây giờ bao pizza tới ăn. Rất là quay phim cắt đoạn đó nha. Cắt đoạn. Không có cắt. Cái này đầy hai đứa lên ăn mà nó ám theo. Bây giờ phải bao pizza cho. Bao pizza cho nó và bao kem cho nó nữa. Cho nó đi mình cầm ra. Rồi bỏ menu qua bỏ này. Chút xíu nữa để cái bánh ra đây, để chút xíu nữa. Cái bánh mình ai cho Su ăn. Hình như là mấy đứa này ăn cơm gỏi trơn á, chỉ có nó Ngọc chưa ăn thôi để còn ăn nha. Nè, hai người ăn mặt là chưa ăn đó. Nên đây là chiều chiều còn mới sợ nó ăn rồi. Ăn hết trơn chả cá. Ăn cơm nó mẹ con rồi. Ăn hết trơn chả cá luôn phải không chị Thảo? Đúng rồi. Rồi một hộp ít hộp á. Nó ăn thiếu bể cái dĩa bây giờ. Mở tay gà đi. Cho mình lâu quay. Ba lâu. Quay mà tiếng hỏi nóng khẩu. Đây quay rồi mới đợi cái bánh ra nữa. Bánh ra xong rồi xịt tóc một cái ăn lại. Đây là một cái chiếu chú chỉ xe chỉ có mà của một cái gì? Không tắt đi thôi để bánh ra ăn quá đi. Bấm vô vuông. Rồi tắt lên luôn đi. Đâu Ngọc coi đâu Ngọc. Nào quay xuống ha. Để bánh ra luôn bánh ra luôn. Xương ếch xương cà này. Con gà. Rồi xịt lên đây bỏ lên miếng tôm cá đó nguyên ngày nữa bà con. Gác lên đây nè. Nhà đâu không vậy? Nhà đâu mà bỏ không? Đó rồi. Trời ơi, miếng đưa gì không? 300 đi ăn đi. Con có chút xíu gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người lớn thôi. Thương hết tôi cà vô. Mặt bụng ăn nhiều nữa bụng á đủ ăn. Nhồi quá nhồi vậy đó. Chân em gì vậy? Ủa? Cái ghế xuống giờ đứng lên để em ghế giờ ăn đi. Ngon giờ ngon giờ. Cầm tay đi. Nóng thì tự em ngủ vậy nè. Con mà để ngủ là hết trơn luôn á. Không nói nhiều chuyện ăn ăn nhiều chuyện. Cũng hồi nước nhiều quá no rồi ăn. Ta ăn ta được ít uống nước thôi, uống nước nhiều quá no. Nêm ăn thử em, thử coi coi. Ngon hơn đằng kia không? Ờ đúng rồi, chỗ kia không ngon, cái này ngon hả? Đi ăn pizza rồi chị tầm mẹ con. Ừ. Mẹ có đang mời đi chơi gì một miếng pizza mà mẹ có kích mẹ. Mẹ nó đã ít ra rồi. Hả? Ừ. Đằng kia nó ế quá. Ở đằng kia nó để là Đi ăn miếng đi. Đi ăn đứa miếng thôi không hết rồi đó. Nữa tỏi ăn nữa không? Biết đường nghe người ta ăn. Ăn đi. Đó, mi mi lấy miếng mới à hả? Ờ. Vậy là làm nhanh như vậy. Không có ăn chị tìm cái gì nữa. Dài à, con gì là con. Thôi được rồi. Thảo. Thảo. Còn hai miếng đủ rồi đó. Thảo với Su đủ rồi đó. Đủ rồi. Như này nó cũng đem tới chỗ. Có chứ, chạy đưa tới nhà. Chứ gọi đi mai trời mưa kìa. Con ghế ăn ở đây rồi. Gọi đi cái này cho mẹ. Wow, ăn một miếng thứ hai. Miếng thứ hai. Ủa trời. Miếng nhỏ thôi chị Thảo bự ra hết rồi. Cắt thêm. Có không Hà Hồng hai chị em dành miếng. Khỏe ngang đi. Là mấy ông chắc miếng lẻ không? Là mấy ông miếng trai để miếng bình cho nè. Cho con miếng bự. Dạ, bà miếng bự. Nhỏ có tôm. Nghe cái chị vô. Lấy hết đi thật. Thật là thịt nó ngon thật đâu. Mày không biết ăn thịt hay gì? Được.
tôi không ăn được tương cà luôn. Trời ơi, ăn quên luôn cái tương cà nè, để mà cho tôi. Càng gì ăn chua chua không? Đúng rồi. Ngớ thôi lấy tương cà. Không nhìn kỹ. Bữa nay có nấm gơm chứ không có ớt. Không có ớt chuông. Chưa chín. Mình bỏ cái lại đúng không? Bữa đó mình ăn tới 3 miếng luôn à. Bữa nay ăn có 2 miếng nữa. Là dân số đông, không phải dân số đông. Cũng vậy thôi, bữa đi bốn người thì tao có ăn đâu, ngủ trước đi cũng bốn người đi mẹ càng miếng phải ta cắt nhỏ hay cắt bự nó không nhiều thì cũng chia cho mẹ. Cái gì vậy mẹ? Bỏ lại cái lá nước chứ. Anh Bê uống nhiệt tình luôn. Nó có trả tiền. Nó có trả tiền không phải vậy đâu. Tự nhiên đây. Ai ăn nhiều uống nhiều thì tính tiền. Cắt chưa? Đi sâu quá. Cắt chưa? Đi bánh nhạc thiếu nhiều à.